Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 8 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý sau. Nhờ áp dụng hàng loạt kỹ thuật khó, chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đạt chuẩn nông thôn mới. Miền biển vẫn khó khăn ngày nào, giờ đã thay ra đổi thịt. Có được kết quả đó phải kể đến nguồn vốn đầu tư công giúp hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương phát triển nhanh chóng. Tiếp nối những thành công đạt được, ngay từ đầu năm 2024, Bình Liêu đã lên kế hoạch đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn được giao. Công trường thi công tuyến cống hộp Bắc Phò nằm trên tuyến đường từ quốc lộ 18C đi đường Tây sông Bình Liêu thuộc địa bàn xã Đồng Tâm, tổng chiều dài tuyến thiết kế 318m, trong đó phần cống hộp có chiều dài khoảng 75m, khởi công ngay sau Tết Nguyên đán. Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành vượt tiến độ, bàn giao vào dịp 30 tháng 4 năm nay. Đây là một phần của dự án cải tạo nâng cấp hệ thống 10 đường tràn vượt lũ trên địa bàn huyện, với mục tiêu khắc phục tình trạng chia cắt cục bộ, gián đoạn giao thông vào mùa mưa lũ. Tổng mức đầu tư của cả dự án là 58 tỷ đồng. Trước đây thì mùa mưa lũ thì mọi người phải vòng đường đi lại, rất khó khăn cho những cái học sinh là phải vòng đi theo đường cửa khẩu hoặc là đi theo đường bên dưới cả. Tại vì đường mưa lũ ngập rất là cao nên là cũng rất là nguy hiểm. Bây giờ là nhà nước rất quan tâm đến người dân để người dân được rất phấn khởi, có cái đường đi lại rất tốt ạ. 10 cái cống hộp này rất là có ý nghĩa đối với địa bàn huyện Bình Liêu. Vì sau khi được đầu tư hoàn thiện thì sẽ đáp ứng được cái lòng mong mỏi của bà con. Chúng tôi đang đôn đốc nhà thầu tập trung đẩy nhanh cái tiến độ để làm thế nào trong tháng 5, tháng 6 là cơ bản hoàn thiện cái phần cống là đến mặt cầu, đến mùa mưa là sẽ không bị chia cắt. Năm 2023 vừa qua, với sự quyết tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện Bình Liêu đã giải ngân được 530 tỷ đồng. Đạt 125,9% kế hoạch vốn giao đầu năm, 84,42% kế hoạch vốn đã giao đến thời điểm báo cáo 31 tháng 1 năm 2024. Năm nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện được giao làm chủ đầu tư, quản lý vốn gần 341 tỷ đồng. Phân bổ cho một dự án hoàn thành, chờ phê duyệt quyết toán, hai dự án công trình chuyển tiếp và dự kiến hoàn thành trong năm 2024, 30 dự án dự kiến khởi công mới năm 2024. Đấy là những cái công trình mà bà con nhân dân trên địa bàn huyện được hưởng thụ, làm thay đổi rất nhiều về cái bộ mặt nông thôn mới của huyện trong cái thời gian vừa qua và xác định trong thời gian tới thì lại càng đẩy nhanh về cái tốc độ phát triển trên địa bàn huyện. Việc hạ tầng kinh tế xã hội không ngừng được nâng cấp đồng bộ hiện đại sẽ là nền tảng để huyện Bình Liêu phấn đấu đạt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Để tạo điểm nhấn thu hút du khách trong nước và quốc tế, năm 2024, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 186 sự kiện hoạt động văn hóa thể thao du lịch cấp quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh. Trong đó, tâm điểm là tuần du lịch hè Hạ Long với chương trình Carnival Hạ Long đã trở thành thương hiệu của du lịch Quảng Ninh, sẽ được tổ chức vào dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tại Công viên Đại Dương, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Lần đầu tiên tại Carnival Hạ Long, năm nay sẽ áp dụng các công nghệ hiện đại tối tân nhất như trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái, drone light, kết hợp với trình diễn pháo hoa 3D mapping. Cùng với tuần du lịch hè Hạ Long, nhiều sự kiện hoạt động lớn cũng sẽ được tổ chức xuyên suốt cả năm ở khắp các địa phương trong tỉnh như lễ hội truyền thống Bạch Đằng, hội chợ Ô Cốp, liên hoan ẩm thực 2024. Đồng thời, năm nay, Quảng Ninh sẽ có 62 sản phẩm du lịch mới dự kiến đưa vào phục vụ khách du lịch, hiện thực hóa mục tiêu đón 17 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024. Với hơn 300 lễ hội trong tháng riêng, xứ Lạng đã và đang thu hút đông đảo du khách đến với mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Và điều này không chỉ khẳng định các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được gìn giữ và phát huy, mà còn cho thấy Lạng Sơn chính là điểm đến an toàn, văn minh và hấp dẫn.
lần đầu đến Lạng Sơn, cũng là lần đầu được tham gia lễ hội chùa Tân Thành. Anh Francis, du khách Na Uy, rất ấn tượng bởi giá trị riêng có của lễ hội này. Không chỉ được tham gia vào hành trình về cõi Phật, mà anh và bạn bè đồng hành còn được đắm mình trong không gian hùng vĩ, trùng điệp nhưng rất thanh tịnh của cảnh đẹp nơi đây. Đây là lần đầu tiên tôi đến Lạng Sơn. Tôi cảm nhận được phong cảnh ở đây rất đẹp, con người thân thiện và đồ ăn thì rất ngon. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ quay trở lại Lạng Sơn thêm nhiều lần nữa. Còn với lễ hội truyền thống Đền Kỳ Cùng, Tả Phủ, lễ hội lớn nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này lại thu hút khách thập phương bởi nét đặc sắc, linh thiêng và tính nhân văn sâu sắc. Đây là lễ hội hội tụ tất cả những nét tinh hoa văn hóa được gìn giữ và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Chính những yếu tố truyền thống và đặc sắc riêng có của lễ hội là điểm nhấn khiến du khách gần xa không thể quên khi đến với xứ lạ. Lần đầu tiên tôi đến đây để tham dự cái lễ hội Đền Kỳ Cùng. Cảm thấy bản thân tôi thấy là thứ nhất là con người ở đây rất là lịch sự, thân thiện. Còn đối với lễ hội thì rất là hoành tráng, có nhiều cái ấn tượng. Đặc sắc, giới thiệu cái đặc sắc của văn hóa của vùng Lạng Sơn. Với hơn 300 lễ hội trải khắp các địa phương trong toàn tỉnh, chính là điều kiện để Lạng Sơn thu hút và giữ chân du khách đến tham quan, chảy hội. Năm nay, cùng với việc tăng cường bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa lịch sử và phát triển các lễ hội là ngày truyền thống, tỉnh Lạng Sơn còn đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đặc biệt là sản phẩm du lịch gắn với các lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều hoạt động xung quanh lễ hội, không ngừng ứng dụng chuyển đổi số để nhân dân, du khách được tiếp cận nhanh hơn các thông tin về lễ hội của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Lạng Sơn đã đón gần 1 triệu lượt khách, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chiếm phần lớn là du khách tham dự các lễ hội truyền thống trên địa bàn. Chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển đổi số cũng như là ứng dụng cái công nghệ thông tin, nâng cao cái hiệu quả hoạt động của hệ thống du lịch thông minh. Trên cơ sở đấy, khách du lịch đã tiếp cận thông tin nhanh hơn, tăng cường tổ chức hoạt động những trò chơi dân gian, những hoạt động thể thao gắn với cái bản sắc của từng địa phương, từng lễ hội để du khách có cái dịp trải nghiệm. Năm nay, tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu đón hơn 4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 4.300 tỷ đồng. Việc thu hút đông đảo du khách đến tham dự các lễ hội truyền thống vừa khẳng định Lạng Sơn thực sự trở thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, đồng thời cũng cho thấy những tín hiệu tích cực của ngành du lịch tỉnh, kỳ vọng vào một năm nhiều thành công và bứt phá. Do nhu cầu mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, cũng như có thêm dự án chuẩn bị đi vào hoạt động, nên ngay từ sau Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã có nhu cầu tuyển dụng lao động. Tại các khu công nghiệp tỉnh hiện có một số dự án lớn đang trong quá trình đầu tư xây dựng, trong đó có những dự án sẽ hoàn thành vào quý 1 và quý 2 năm nay. Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định, đã có thêm những doanh nghiệp tăng đơn hàng, nâng sản lượng ngay từ đầu năm. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thực tế trên đã khiến cho nhu cầu tuyển dụng lao động gia tăng ngay từ đầu năm. Cũng theo cơ quan này, tại các khu công nghiệp hiện có gần 15 doanh nghiệp có thông báo tuyển dụng lao động với tổng số hơn 13.000 lao động, bao gồm cả lao động phổ thông và lao động có tay nghề. Trong đó, tháng 3 tới đây sẽ tuyển hơn 5.600 lao động. Điều đáng nói, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động cũng đã nới độ tuổi tuyển dụng của người lao động lên 40 tuổi, thay vì từ 18 đến 35 như trước đây. Ngoài lương cơ bản, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ công nhân tiền ăn, nhà ở, đi lại, tiền thưởng chuyên cần và phụ cấp thâm niên. Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định 26 nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Để thu gọn đối tượng không chịu thuế, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi một số quy định. Theo đó, dự thảo luật đã thu hẹp các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng trong 26 nhóm. Cụ thể, bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế, gồm phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ. Dự thảo luật sửa đổi cũng quy định mặt hàng phân bón, tàu khai thác thủy sản vùng khơi, vùng biển và một số loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thành đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 5%. Thời gian qua, chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã quyết tâm nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, có phần tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức, từng bước xây dựng chính quyền vì dân phục vụ. Chị Hoàng Minh Thảo Anh ở khối 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn hôm nay đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân phường
làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Nhà được hướng dẫn giải quyết hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến. Chỉ trong thời gian ngắn, chị đã hoàn thành xong việc nộp hồ sơ của mình. Hôm nay tôi đến đây thì để làm thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Và lần đầu tiên cũng là đăng ký thông qua dịch vụ công. Thế nên là cũng có nhiều các bước cũng chưa làm bao giờ. Và được các cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất là nhiệt tình và chi tiết, cũng như là rất là cẩn thận để tôi có thể hoàn thiện nộp hồ sơ. Tôi thường xuyên hướng dẫn trực tiếp nhân dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của chuyển đổi số thì nhận thức của nhân dân và của một số cán bộ còn chưa đầy đủ về cái việc thực hiện cái chuyển đổi số này. Do đó cũng có những cái khó khăn nhất định, nhất là về mặt thời gian. Chúng tôi phải thường xuyên trực tiếp cầm tay chỉ việc cho công dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Để tạo thuận lợi nhất cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, hiện nay, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã được niêm yết công khai theo đúng quy định. Đồng thời, để giúp người dân dễ dàng trong việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạo tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo đúng quy trình. Với sự nỗ lực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, trong năm 2023, 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến và giải quyết đúng hạn. Là một người dân, tôi cũng hay thường xuyên lên một cửa của Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục giấy tờ, thì tôi thấy các cán bộ xã cũng nhiệt tình, chu đáo, cũng hướng dẫn tận tình và có vướng mắc gì cũng hướng dẫn nhiệt tình đến nơi đến chốn, mà tôi cũng không phải đi lại nhiều lần. Công tác cải cách thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng thực hiện theo cái cơ chế và cơ chế một cửa. Đấy, để nhằm tạo thuận lợi cho công dân. Đấy, và bây giờ hiện tại thì tôi cũng đang thực hiện cái tiếp nhận các cái hồ sơ giải quyết của công dân qua cái dịch vụ công trực tuyến. Thì qua đó thì người dân đến liên hệ công tác thì cũng được hướng dẫn và thực hiện đúng theo cái quy định về thực hiện nộp hồ sơ qua cái dịch vụ công. Hiện nay toàn tỉnh có trên 1.770 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền. Trong đó, cấp xã có 108 thủ tục hành chính. Trung bình mỗi năm, chính quyền cấp xã trong tỉnh tiếp nhận hơn 500.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tập trung vào một số lĩnh vực như tư pháp, hộ tịch, đất đai, thi đua khen thưởng. Vì vậy, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và 200 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho người dân. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có hàng trăm cơ sở doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động và hậu quả là đã có những cơ sở kho xưởng xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản. Đây là những hình ảnh vụ cháy kho xưởng của công ty Hoàng Lê ở phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 2. Toàn bộ diện tích nhà xưởng hàng nghìn mét vuông cùng nguyên vật liệu để sản xuất bao bì các tông bị thiêu rụi. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nỗ lực khống chế không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Trước đó, từ tháng 12 năm 2022, doanh nghiệp này đã từng bị xử phạt hành chính và bị đình chỉ hoạt động do vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Một điều rất lo lắng đó là khi cháy một doanh nghiệp rồi thì nếu như không cẩn trọng, không mạnh tay trong việc mà chỉ đạo lực lượng phòng cháy cháy và đưa ra phương án kịp thời thì các doanh nghiệp bên cạnh rất có thể sẽ bị cháy tiếp. Đây là một cái điều mà chúng ta phải tính và phải suy nghĩ, tính toán cũng như là chỉ đạo một cách quyết liệt. Thì đây là vụ cháy rất đáng tiếc. Thế và thực sự là chúng tôi chỉ một mong muốn đối với các doanh nghiệp, đó là chúng ta phải thực sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, về vật lực, về các cái điều kiện khác mà theo như chỉ đạo của Đảng Nhà nước chúng ta, đó là 4 tại chỗ. Công trình chợ Phủ do công ty cổ phần chợ Tây Bắc làm chủ đầu tư
bị đình chỉ hoạt động từ tháng 9 năm 2022 do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Nhưng doanh nghiệp và ban quản lý chợ không chấp hành việc đình chỉ hoạt động, hứa hẹn sẽ đầu tư các hạng mục phòng cháy chữa cháy theo quy định. Nhưng đến nay, cũng vẫn chưa đầu tư xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy như đã cam kết. Không chỉ riêng chợ Phủ mà nhiều chợ khác do công ty cổ phần Tây Bắc làm chủ đầu tư cũng trong diện bị đình chỉ hoạt động. Công ty Tây Bắc tức là cũng được nhận cái chỉ thị chung của biên phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh. Thế nhưng mà vì tức là các tiểu thương tức là được cái sự gọi là nhất trí của tiểu thương là khi buôn bán là phải đảm bảo được về cái phòng cháy chữa cháy, về lửa, củi và những đồ gọi là dễ cháy. Thế là giữa công ty với cả các tiểu thương đều có cam kết và có một đến cái sự thống nhất. Thế nên là các tiểu thương là vẫn cứ họp chợ, nhưng mà trong cái đấy là dưới sự giám sát của ban quản lý chúng tôi. Khi có cái công văn của công an tỉnh Hải Dương về đình chỉ hoạt động của khu trung tâm thương mại Phủ vì vi phạm cái công tác phòng cháy chữa cháy, thì Ủy ban dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh trong chợ. Trong cái buổi làm việc cùng với công ty cổ phần Tây Bắc thì yêu cầu công ty cũng như tất cả các bà con, ban quản lý chợ dừng hoạt động trong thời gian công ty khắc phục những tồn tại và yêu cầu ký cam kết đối với các hộ kinh doanh để không để xảy ra cháy nổ và gây thiệt hại và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương có gần 260 cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Để có thể tiếp tục hoạt động, các cơ sở doanh nghiệp này phải khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra. Tuy nhiên, hầu hết những vi phạm về phòng cháy chữa cháy đều chưa được khắc phục, nhưng các cơ sở doanh nghiệp này vẫn tiếp tục hoạt động. Thưa quý vị, hôm nay ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện về tấm gương nữ bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Thị Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Bác sĩ Thúy vinh dự là một trong ba phụ nữ tiêu biểu trong toàn tỉnh được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, bác sĩ Thúy đã cứu sống hàng trăm bệnh nhân nhờ việc áp dụng hàng loạt kỹ thuật khó, chuyên sâu ngay tại tuyến tỉnh. Ba mươi năm trong ngành y, bác sĩ Đặng Thị Thúy có đến 22 năm gắn bó với khoa hồi sức tích cực. Việc luôn nỗ lực trong nghiên cứu, làm việc để giành giật lại sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch đã chui rèn tinh thần hết mình vì người bệnh và hun đúc thêm tình yêu nghề trong bác sĩ Thúy. Làm hồi sức thì càng làm mới càng thấy rằng là mặc dù là công việc là rất là vất vả, nhưng mà khi mà mình cứu được bệnh nhân ấy, mình trước một cái nỗi hái của tử thần, thì niềm vui của mình rất vui khi mà người bệnh được ra viện với đúng nghĩa là họ đỡ, họ khỏi. Đó cũng chính là động lực mà giúp tôi và các bác sĩ trong ngành y muốn cố gắng vươn lên, muốn học hỏi, muốn làm tất cả những cái gì tốt nhất để phục vụ người bệnh. Luôn luôn thôi thúc bởi suy nghĩ phải làm sao để cứu được bệnh nhân, bác sĩ Thúy đã nghiên cứu, đưa vào áp dụng nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu. Trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bác sĩ Thúy cũng luôn tạo điều kiện để các đồng nghiệp được học tập, triển khai những kỹ thuật khó ngay tại đơn vị. Điển hình là hai kỹ thuật ECMO và hạ thân nhiệt chỉ huy do bác sĩ Thúy làm chủ nhiệm đề tài đều được ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam. Khi đưa vào điều trị, hai kỹ thuật này đã cứu sống hàng trăm bệnh nhân nguy kịch. Hôm nay sức khỏe của bà thì ổn lên, nhờ ơn các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình. Bác sĩ Thúy luôn luôn định hướng cũng như là hỗ trợ cũng như là giúp cho chúng tôi cùng nhau để làm triển khai các kỹ thuật cao trong cái chuyên ngành hồi sức, tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để cho chúng tôi có cơ hội được tiếp cận các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới như là đi học, rồi các cái khóa đào tạo, rồi là cũng như là trang sắm, đầu tư các cái máy móc để giúp cho chúng tôi có cơ hội để điều trị cho bệnh nhân. Với những cống hiến không mệt mỏi trong nghề y, năm 2016, bác sĩ Đặng Thị Thúy được xét tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Năm 2023, bác sĩ Thúy là nữ cán bộ duy nhất của ngành y tế Quảng Ninh được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, là tấm gương sáng cho các thế hệ bác sĩ trẻ của Quảng Ninh. Phải học suốt đời, mà không phải là học mỗi các thầy không thôi, học các thầy rồi, nhưng phải học xung quanh mình, học đồng nghiệp của mình và chính
có lẽ là học chính từ bệnh nhân nữa. Mình phải yêu nghề mà mình coi cái bệnh nhân giống như người nhà của mình. Lúc đó mình muốn rằng là mình muốn học hỏi, muốn biết hết tất cả những cái gì để có thể cứu chữa cho bệnh nhân, và mình cống hiến được hết cho bệnh nhân để bệnh nhân khỏi được bệnh. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.